và rất gần gũi với quần chúng nhân dân. Một tâm hồn Việt Nam rất dân tộc nhưng hiện đại. Việt Nam ơi, tổ quốc giang sơn hùng vĩ, sáng ngời chân lý chói lọi ánh hào quang. Đường ta đi, ánh lửa soi đêm dài, đường ta về, nắng ấm ban mai. Đó là nội dung của bài hát Đường Chúng Ta Đi, nhạc Huy Du, lời thơ Xuân Sách do Tam Ca Nam, Quang Thảo, Hoàng Liễu và Xuân Hiền biểu diễn. Yeah.
đàn em tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa Hoàng Sa rồi và gánh đá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại chương trình văn nghệ kính mừng lễ truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Thay mặt tập thể đội văn nghệ, sân thượng xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe và chúc thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Giới thiệu đồng chí Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng công binh.